Bằng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, vào khoảng 12 giờ 15 ngày 26 tháng 4 2020, tại khu vực ấp 3 xã Tắc Vân, lực lượng của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Cà Mau đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng phát hiện một ô tô khác mang biển kiểm soát của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện và phát hiện số lượng lớn nghi là ma túy đá. Tại hiện trường, bốn đối tượng bị giam giữ gồm Trần Tuấn Phương sinh năm 1982 và vợ là Phạm Y Xuyên sinh năm 1991, ngụ phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng một tài xế và một đối tượng khác. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 6 túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng 600 gram, nghi là ma túy đá. Khai thác nhanh, Trần Tuấn Phương khai nhận số tang vật trên là ma túy đá, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an thành phố Cà Mau phát hiện và bắt giữ. Được biết đây là một trong những vụ có số lượng ma túy đá lớn nhất từ đầu năm đến nay mà lực lượng này bắt giữ.